Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, thật là một vinh dự cho tôi buổi sáng tối hôm nay để được giới thiệu diễn giả sẽ chia sẻ lời Chúa cho đại hội của chúng ta. Thưa quý mục sư và các tín hữu thân mến, tôi có một đặc ân rất lớn trong chức vụ của tôi, đó là được giảng lời Chúa cùng với một đầy tớ của Chúa qua các kỳ đại hội. Chính mắt tôi đã nhìn thấy những công việc lạ lùng mà Chúa đã sử dụng đầy tớ của Chúa. Rất là nhiều người được chữa lành, ở trong đó có nhiều người ung thư, trong đó có nhiều người bị vẹo cột sống được chữa lành, ở trong đó có những người đã gọi điện thoại và chính họ làm chứng cho tôi rằng họ được chữa lành qua sự đặt tay của đầy tớ của Chúa. Họ được gây dựng qua chức vụ giảng dạy của ông. Tôi được biết ông và được rất là được phước khi cùng được hầu vị Chúa với ông trong những kỳ đại hội. Và như lời của Chúa nói rằng, đi với người khôn ngoan, chúng ta sẽ được khôn ngoan. Đi với người được sức giàu, chúng ta sẽ được sức giàu. Ông là một người khao khát sự phấn hưng và đeo đuổi khải tượng của phấn hưng hơn 20 năm qua. Hội thánh ông đã cầu nguyện cho điều này. Và cho đến bây giờ, vẫn là hội thánh cầu nguyện cho sự phấn hưng. Và Chúa đã dùng ông để đem tin lành đến cho rất nhiều cuộc đời, không riêng ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Và không những họ được nghe lời của Chúa qua ông mà họ cũng đã được chữa lành qua chức vụ của ông. Có một chi tiết mà tôi muốn nói quý vị, tôi luôn tự hào về vị mục sư này. Bởi vì tôi trước đây ao ước là nhìn thấy những cái sự sức giàu của Chúa trên người Việt Nam, nhưng bây giờ thì nó không còn xa nữa. Và Chúa đã sức giàu và sử dụng ông trong công tác giảng tin lành và chữa lành cho người bệnh. Vì vậy tôi cảm thấy tự hào về người Việt Nam của chúng ta đã được Chúa sức giàu và được Chúa ban ơn. Tuy ông xuất thân từ hội thánh Baptist, nhưng bây giờ thưa quý vị, ông đã mang chung dòng máu ân tứ của chúng ta rồi. Và rất là vui vì kỳ đại hội ân tứ này, ông bà đã nhận lời mời của chúng ta và đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Và tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị, tối hôm nay diễn giả cho chúng ta đó là ông bà mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Xin chúng ta đồng đứng lên để vỗ tay chào đón đầy tớ của Chúa. Lớn lên nữa quý vị. Yeah. Xin mời mục sư. Dạ, xin mời chúng ta đón anh đón. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài cho chúng ta có được ở trong ngày. Tôi tin rằng điều mà Chúa Ngài sắp sửa tuôn đổ trên chúng ta đã nằm trong tâm lòng của Chúa nhiều thế kỷ rồi. Tôi tin rằng Ngài tìm và Ngài muốn thấy những con người sẵn sàng để Chúa Ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài. Tôi tin rằng Ngài đang tìm thấy và sẽ mỉm cười trên những con người tối hôm nay sẽ đáp ứng lại với sứ điệp và đứng lên thưa với Chúa rằng lại Chúa, xin sử dụng cuộc đời của con. Có con đây, xin hãy sai con. Có con đây, xin đem sự bứt phá đến cho dân tộc của con qua đời sống của con bởi quyền năng của Chúa ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng tôi chia sẻ lời của Chúa, tôi cũng xin cảm ơn ban tôn giáo của thành phố cũng như là sở công an của thành phố. Quý vị đã tạo điều kiện để chúng tôi có thể có mặt tại đây để chia sẻ lời Chúa với hội thánh của Chúa ở trong ơn của Ngài. Mình xin Chúa ban phước lại trên quý vị. Mình xin Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn và ban ơn trên đời sống quý vị một cách đặc biệt ở trong những ngày sắp đến ở trong ơn của Chúa. Chúng ta cũng cầu nguyện để đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước một cách đặc biệt, phước lớn nhất ở trong tất cả các phước hạnh của Chúa đổ xuống ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Để chúng ta thấy từ ải Nam Quang cho đến mũi Cà Mau, tin lành của Chúa được rao giảng và tin vui mà nhân loại đã được nghe lần đầu tiên ngày Chúa Giáng sinh sẽ được rao báo khắp cả đất nước của chúng ta. Để rồi đất nước của chúng ta sẽ nhận được phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã định để chúng ta được cứu, được phước và chúng ta có thể làm nguồn phước cho tất cả các quốc gia lân bang của chúng ta nữa. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chủ đề của đại hội năm nay. Cảm ơn Chúa vì lần này ban tổ chức cũng như các đầy tớ của Chúa đã cầu nguyện và chọn một cái chủ đề mà chúng ta thấy rằng thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Đó là bứt phá.
bứt phá, tôi xin mô tả một số hình ảnh để chúng ta có thể cùng suy nghĩ. Khi một người leo núi lên đến đỉnh cao sau một cuộc leo núi dài và gian khổ, bứt phá. Amen anh chị em. Có những ngọn núi mà chúng ta đã leo trong nhiều ngày tháng qua, và cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta thấy đỉnh rồi. Amen. Bứt phá ở trong ơn của Chúa. Khi một con bướm lần đầu tiên chui ra khỏi nhộng và sải cánh của mình, bứt phá. Khi chúng ta chiến đấu với những điều khó khăn ở trong đời sống, qua sự cưu mang và cuối cùng chúng ta đã thoát ra được và có thể tung cánh bài, đó là bứt phá trong ơn của Chúa. Khi một cái cây con xuyên qua lòng đất vươn lên để tìm ánh sáng mặt trời, bứt phá. Chúng ta thấy có một sự gia tăng, có một sự tăng trưởng ở trong ơn của Ngài, ở trong sự bứt phá đó. Khi một đập nước, nước tuôn chảy ra một cách ào ạt, bứt phá. Chúng ta thấy những gì đang ngăn chặn rồi sẽ bị phá tung bởi vì sự bứt phá đến ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Những con người bị cầm buộc được thoát ra khỏi xiềng xích để có thể chạy và sống đời sống tự do, bứt phá. Amen anh chị em. Và tôi tin rằng điều này Chúa đã làm cho rất nhiều những người đã từng là tệ nạn của xã hội. Chúa Ngài đã phục hồi đời sống của họ. Và cảm ơn Chúa vì điều này cũng sẽ tiếp tục mở rộng vào trong ơn của Chúa. Tôi xin nhắc một lời tiên tri mà Chúa Ngài đã công bố trên dân tộc Việt Nam của chúng ta qua một đầy tớ của Chúa là bà Cindy Jacob. Bà nói rằng Việt Nam của chúng ta sẽ là một ngọn hải đăng cho Đông Nam Á. Cảm ơn Chúa để đem niềm hy vọng đến cho Đông Nam Á. Và tôi liền nghĩ liền, đó là cái chức vụ của phục hồi. Bởi vì năng đề chung của Đông Nam Á của chúng ta đó là tình trạng của tệ nạn xã hội. Và cảm ơn Chúa Việt Nam của chúng ta đã tìm được câu trả lời. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ và trong quyền năng của Ngài, những con người vốn đây, trước đây là tệ nạn xã hội, bây giờ trở nên những con người xây dựng đất nước, trở nên con người xây dựng lại những nơi đổ nát ngày xưa. Thật là một sự bứt phá mà tôi tin rằng Chúa sẽ làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Ê-sai 44 từ câu 26 cho đến câu số 28 cho chúng ta thấy một sự bứt phá và đến từ quyền năng của Chúa đã đổ xuống trong sự sức dầu của Ngài như câu gốc của đại hội của chúng ta. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ được mặc lấy quyền phép. Khi Đức Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên chúng ta, sức dầu trên chúng ta sẽ nhận được quyền phép của Chúa để có một sự bứt phá lan rộng ra ở trong ơn của Chúa từ Jerusalem, cả siêu đê, xứ Samri cho đến khắp cùng trái đất. Một hình ảnh của sự bứt phá đã xảy ra trong một cuộc đời. Và tối hôm nay tôi xin mời chúng ta cùng suy nghĩ đến sự bứt phá của tiếng gọi Siru. Và chúng ta thấy từng bước một, chúng ta thấy có những cái điểm đồng dạng mà Chúa Ngài dành cho chúng ta trong những ngày này. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm việc. Và tối hôm nay tôi cầu nguyện là sự sức dầu Siru Chúa Ngài đã dùng đổ xuống ở trên đời sống của con người này, một hoàng đế, để có thể đem lại công việc xây dựng lại đền thờ của Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm việc và trong những ngày sắp đến. Chúa cho tôi thấy và ước mơ của tôi là sẽ có 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta kinh nghiệm bắt tem trong Đức Thánh Linh. Và trong số 1 triệu đó, tôi cầu nguyện rằng Chúa Ngài sẽ khiến cho 1 triệu đền thờ được xây dựng. Amen anh chị em. Bởi vì mỗi một chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Không đắt tiền theo như định nghĩa của người, nhưng mà đã được mua bằng một giá rất đắt. Và chúng ta biết rằng những nơi thờ lại, những đền đài, nó làm nên những kỳ tích và khiến cho những người có nhu cầu phải đổ đến đó để tìm được sự giúp đỡ. Không có gì tốt cho bằng. Mỗi một con cái của Chúa trên đất nước Việt Nam này, chúng ta sẽ làm một đền thờ nơi Chúa ngự, đầy vinh quang và quyền năng. Những người xung quanh của chúng ta có nhu cầu, họ không phải lặn lội đi đường xa nữa, nhưng mà họ sẽ đến với những cơ đốc nhân, là những con người là đền thờ di động của Chúa. Chúa Ngài sẽ dùng hội thánh của Chúa Việt Nam của chúng ta để đáp ứng nhu cầu cho dân tộc của chúng ta và luôn tràn qua các nước lân bang của chúng ta trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng xem một số câu kinh thánh để chúng ta thấy được cái sự sức dầu này đã bắt đầu trên cuộc đời của vị hoàng đế này. Chúa làm ứng nghiệm lời của tôi tớ Ngài phán về thành Jerusalem rằng nó sẽ có người ở, và về thành của Juda rằng nó sẽ được lập lại, ta sẽ dựng lại các nơi quan vu của nó.
phán cùng vực sâu rằng: hãy khô đi, ta sẽ làm cạn các sông. Phán về Siru rằng: nó là người chăn chiên của ta, và nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng: nó sẽ được lập lại, và phán với đền thờ rằng: nền của ngươi sẽ lại lập. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi thêm ở trong Esai 45 từ câu 1 cho đến câu số 6. Đức Giê-hô-va phán thế này cùng Siru, là người sức giàu của Ngài: ta đã cầm lấy tay hữu của người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta đã tháo dây lưng của các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Ta sẽ đi trước mặt người ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Ta sẽ ban vật báo chứa ở trong nơi tối, của cải chứa ở trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel, đã lấy tên ngươi gọi ngươi. Vì cớ Gia-cốp tôi tớ ta, và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, hầu cho ngươi mặc dù không biết ta, nhưng mà ta gọi ngươi. Ta Đức Giê-hô-va không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi, hầu cho từ phía mặt trời mọc cho đến phía mặt trời lặn, họ được biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Đây mặc dù là những lời được ban ra cho vua Siru, tức là vua của đế quốc Ba Tư, nhưng mà tôi tin rằng đây cũng là sứ điệp phán trực tiếp vào tấm lòng của mỗi một chúng ta, là những người con Chúa, về sự kêu gọi và sự lựa chọn của Ngài cho chúng ta, cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Bứt phá. Định nghĩa của bứt phá, chúng ta thấy định nghĩa thứ nhất đó là như là hình ảnh ở trong chiến trận, một sức tấn công đến độ chọc thủng và vượt qua hàng phòng thủ. Đó là hình ảnh của sự bứt phá khác mà chúng ta có thể thấy được. Bứt phá không phải là điều mà chúng ta ngồi yên và chúng ta chờ đợi, nhưng mà đây là việc Chúa làm, nhưng phải được chính mỗi chúng ta đón nhận, bước lên hành động dựa trên ơn và sự sức giàu của Ngài. Những gì chúng ta nghe tin và tra xét với Kinh Thánh, và rồi tin cậy Đức Chúa Trời sẽ bởi quyền năng của Ngài làm một cách siêu nhiên với những điều bất khả thi đối với con người, nhưng trở nên khả thi vì có sự can thiệp của Đức Chúa Trời, có sự sức giàu của Ngài đổ xuống trên đời sống của chúng ta. Bứt phá là một hành động hay là một trường hợp bứt phá một chướng ngại vật. Anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì tôi tin rằng sự sức giàu này sẽ đến với chúng ta. Chúng ta có thể đang bị kẹt ở trong cái việc sự phát triển của hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự trung tín của các đầy tớ của Chúa trên đất nước này. Trải qua những ngày khó khăn, trải qua những ngày mới của công việc, và chúng ta vẫn đứng vững kiên trì. Tôi tin là đến lúc Chúa Ngài đổ sự sức giàu của Ngài và một sự bứt phá lớn lao sẽ xảy ra. Sự phát triển của hội thánh của Chúa ở tại đất nước này của chúng ta sẽ là lời làm chứng rằng Đức Chúa Trời Ngài đã thương xót trên đất nước, trên dân tộc Việt Nam này. Amen. Cảm ơn Chúa. Có thể chúng ta đương đầu với niềm tin sai lầm bởi những triết lý mà chúng ta thấy, những quan điểm của con người đã tuyên bố rằng Chúa không còn làm phép lạ nữa, ân tứ đã qua rồi. Tôi tin rằng trong kỳ đại hội ân tứ năm nay, lần này, Chúa Ngài sẽ chứng minh rằng ân tứ vẫn còn. Amen. Chúng ta sẽ nghe các diễn giả dạy chúng ta cách để chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ nhận được sự sức giàu và ơn của Ngài, để chúng ta sẽ thấy sự chữa lành xảy ra, chúng ta thấy sự giải cứu đến, và chúng ta sẽ là những hội thánh bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh vẫn còn làm việc, và khi hội thánh Việt Nam chúng ta đón nhận công tác của Đức Thánh Linh, thì sự phục hưng của Chúa trên đất nước của chúng ta sẽ kéo dài cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen anh chị em. Và đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, không có cách nào khác. Lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta thấy với các môn đệ của Ngài, họ có những suy nghĩ, họ những kế hoạch khác, nhưng mà Chúa rằng không, các con hãy nhớ đến điều này, có một lời hứa từ nơi Chúa Cha, và khi lời hứa này được ứng nghiệm thì các con sẽ thấy điều này, đó là việc rao giảng lan rộng nước trời bắt đầu từ việc Đức Thánh Linh giáng trên các con. Và khi việc này xảy ra thì các con sẽ nhận lấy quyền phép, và bởi quyền phép này các con sẽ đem tin lành để rao giảng khắp ở tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến khắp cùng trái đất. Một sự lan rộng, một sự bứt phá mà chúng ta đang không gì có thể ngăn chặn được. Tôi tin là đến lúc Đức Thánh Linh của Chúa Ngài sẽ tuôn đổ sự hiện diện của Ngài một cách đầy dẫy trên hội thánh của Chúa trên đất nước này. Và chúng ta sẽ thấy những việc lớn lao, dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra. Và những công việc Chúa Ngài làm trong những ngày sắp đến, hầu cho chính Đức Chúa Trời Ngài làm thành công việc này xuyên qua đời sống của chúng ta, để từ nơi mặt trời mọc
cho đến nơi mặt trời lặn, mọi người đều biết rằng không có một thần nào khác, chỉ có Đức Giê-hô-va của chúng ta là chân thần mà thôi. Ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. Có thể chúng ta ở trong sự đau đớn, tổn thương của quá khứ, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc. Và Chúa Ngài kéo chúng ta về đây trong ngày hôm nay. Có thể sẽ có những sự hàn gắn ở trong các mối quan hệ của anh chị em của chúng ta. Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau chia tay là những ngày của nước mắt, nhưng mà tôi tin rằng lần này Chúa Ngài sẽ cho chúng ta hàn gắn mối quan hệ của chúng ta, anh chị em ở trong Đấng Christ, sẽ là những giọt nước mắt của sự vui mừng vì sự bứt phá xảy ra trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Có thể chúng ta bị mắc kẹt ở trong một môi trường, chúng ta bị giới hạn. Một trong những điều mà Hội Thánh của Chúa ở tại Việt Nam chúng ta thường hay nói trên miệng của chúng ta, đó là không có tiền, không có tiền. Chúng ta bị thiếu thốn nhiều tài nguyên. Anh chị em, cho tôi ghé sang đây để nói với anh chị em rằng trong sự sức giàu của Siru, Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta khám phá ra những của báo trong nơi kín nhiệm. Và trong những ngày sắp đến, Hội Thánh Việt Nam của chúng ta sẽ không thiếu tiền để tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa cho khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vì Đức Chúa Giê-xu Ngài hứa rằng ta sẽ ở cùng các ngươi luôn. Anh chị em, đây là điều quý nhất. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, mẹ hứa rằng Ngài sẽ ở cùng với chúng ta luôn. Còn cái gì chúng ta sợ nữa anh chị em? Còn cái gì mà chúng ta nghĩ là thiếu nữa? Tất cả những sự giàu có của vũ trụ, của thế giới này nằm ở trong tay của Ngài. Mà Chúa Ngài nói rằng ta ở cùng các ngươi không phải lâu lâu một lần, mà ta ở cùng các ngươi luôn. Ngợi khen Chúa. Và hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi. Còn cái gì chúng ta cần nữa? Đấng có tất cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã nắm ở trong tay của Ngài rồi. Ngài lập tức giao cho Hội Thánh của Ngài và bảo chúng ta đi ra từ nơi sự sai phái của Chúa đầy quyền năng như vậy, đầy thẩm quyền như vậy, thì không có gì có thể cản bước chúng ta được. Amen. Một sự tấn tới một cách thinh linh, đó cũng là định nghĩa của sự bứt phá. Nhiều ngày chiến đấu, nhiều ngày vung sới, chúng ta không thấy. Như ảnh của một người đào giếng, cứ đào, đào, đến cái giây phút thấy nước bắt đầu xuất hiện, bứt phá. Bởi vì nước bắt đầu xuất hiện có nghĩa là cái giếng này có nước. Chúng ta cảm ơn Chúa vì sau những ngày chúng ta làm việc mệt nhọc thì sự bứt phá đến một cách thình lình. Và hôm nay là ngày của sự bứt phá. Tôi tin rằng hôm nay là ngày mà chúng ta sẽ thấy những việc Chúa Ngài đã hứa. Hội Thánh của Chúa chúng ta đã ôm ấp trong sự cầu nguyện. Chúa Ngài nói rằng hôm nay là ngày bứt phá các con. Bởi vì những điều mà ta đã làm, nếu chúng ta để ý đến những việc và sự có mặt của chúng ta ở tại đây trong buổi tối hôm nay, phải là sự bứt phá đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Sự bứt phá xảy ra khi Đức Chúa Trời là đấng bứt phá bước vào. Anh chị em có biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta còn một danh nữa. Bảy danh cứu chuộc mà chúng ta đã thấy ban hát và đại hội đã giới thiệu với chúng ta để giúp đỡ nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà còn một danh nữa của Chúa. Danh này được ghi cho chúng ta trong Samuel thứ 2 chương 5 câu số 20. Vậy David kéo quân đến ba anh Pherasim và đánh bại họ. Vua nói Đức Giê-hô-va đã đánh tan các kẻ thù của ta trước mặt ta khác nào nước chảy. Vì vậy chỗ đó được đặt tên là ba anh Pherasim. Ba anh Pherasim, từ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là Chúa của sự đánh tan hay là Chúa của sự bứt phá. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời bứt phá. Cho anh chị em đại hội chúng ta, mà chúng ta ước bứt phá, và chúng ta có Ngài thì bứt phá sẽ đến. Amen. Không gì có thể ngăn cản được ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. Bây giờ chúng ta xem Chúa Ngài đã bày tỏ sự sức giàu của Ngài chuẩn bị để Siru đứng lên và làm công việc mà Chúa Ngài đã định cho ông làm. Nó như thế nào? Có nhiều điều chúng ta thấy ở tại đây. Thứ nhất là những điều Chúa hứa sẽ làm để chuẩn bị Siru. Tiên tri Esai đã tiên tri 100 năm trước khi Siru sanh ra. Ông là người được Chúa chọn để thực hiện công việc Chúa Ngài đã định 100 năm trước khi ông sanh ra. Thì Đức Chúa Trời đã có kế hoạch đó. Ngài đã chọn đích danh của ông. Siru sẽ là người làm thành công việc mà Chúa Ngài đã định. 100 năm trước khi Siru ra đời, Esai đã tiên tri về ông. Lịch sử kể rằng khi Siru nói với trong tư cách của vua của Ba Tư, thì ông đọc lời tiên tri của Esai. Thì ông đã là một vị vua cai trị Ba Tư. Nhưng khi một ngày nọ, khi ông đọc những lời tiên tri của Esai,
mục đích của Chúa cho đời sống của ông, thì cả cuộc đời của ông đã được tổ chức trở lại. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời ngày hành động. Đây là một vị vua mà chúng ta biết rằng không biết về Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa đã kêu gọi ông làm một điều gì đó một cách lớn lao, với mục đích lớn lao của Ngài. Chúa nói rằng mặc dù ngươi không biết ta, nhưng mà ta đã chọn ngươi để làm công việc mà ta đã định cho ngươi. Ngợi khen Chúa. Và khi ông thấy được cuộc đời của mình đã có một thiên mệnh gắn chặt vào trong mục đích đó, ông đã bước vào. Cho tôi ghé sang đây buổi tối hôm nay để chia sẻ, để kêu gọi anh chị em rằng Đức Chúa Trời có một chương trình rất lớn cho mỗi một chúng ta. Và Chúa Ngài đang chờ đợi chúng ta sẽ bước vào thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài đã làm. Tôi là một lời làm chứng. Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Tân Châu. Nếu tôi chỉ nói chừng đó, nhiều người không biết Tân Châu là ở đâu nha mục sư. Quê của tôi nó nhỏ đến độ chúng tôi phải mượn thêm Châu Đốc hoặc là Hồng Ngự cặp theo. Thì mình Tân Châu, Châu Đốc, Tân Châu, Hồng Ngự. Sinh ra và lớn lên trong một cái thị trấn rất là nhỏ. Khi tôi rời Tân Châu thì chúng tôi chưa có 40.000 người. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài có chương trình và Ngài đã có kế hoạch. Thế rồi ngày hôm nay tôi được Chúa sử dụng và sai đi nhiều nơi trên thế giới. Nếu Siro có một sự kêu gọi, tôi cũng đã có cái sự kêu gọi đó. Và cho tôi nói rằng tất cả chúng ta tại đây đều có một sự kêu gọi lớn lao của Đức Chúa Trời. Tối hôm nay xin hãy nghe kỹ những điều Chúa toan định làm. Chúng ta bước vào ở trong sự sức dầu này, Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta. Amen. Đừng ai nghi ngờ, nhưng mà hãy chờ đợi để xem những gì Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Khi ông nghe những lời tiên tri của tiên tri Esai, thế nào Đức Chúa Trời sẽ dùng ông để đem lại một cái sự phục hồi cho dân sự của Chúa. Thì ông nghe được cái tin tức này, ông đã bước vào cái sự kêu gọi đó. Có 9 cái chức năng về sự sức dầu của Siro mà chúng ta thấy được ở trong Esai 45 để hàng phục các quốc gia. Chúa Ngài ban ơn để ông trở nên một người được đầy quyền năng, để ông có thể giúp đỡ cho công việc mở mang đế quốc Ba Tư. Và ông đã chiếm lãnh cái thế giới trong thời bấy giờ. Tôi tin rằng tay phải của Chúa đã ở cùng ông, thì tay phải của Chúa cũng sẽ ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta sẽ bắt các nước hàng phục. Amen. Về thuộc linh, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ bắt các nước để hàng phục vương quốc của Đức Chúa Trời, để chúng ta sẽ thấy nước của Chúa được mở rộng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, chúng ta thấy rằng cái sự sức dầu này đã nới lỏng áo giáp của các vị vua, và ta sẽ tháo dây lưng của các vua. Nói cách khác, không có linh Babylon nào có thể chống lại sự sức dầu của Siro. Bất kỳ cái áo giáp nào đã được thực hiện như là một hệ thống của thế giới sẽ bị tháo gỡ, và chúng ta thấy rằng về cơ bản sẽ không còn có hiệu quả nữa. Và Chúa Ngài sẽ làm việc, công việc của thế giới tối tăm sẽ không còn có thể ảnh hưởng một cách lớn lao trên hội thánh Việt Nam nữa. Vì những con người cơ đốc nhân Việt Nam của chúng ta nhận biết sự sức dầu của Chúa, và khi chúng ta bước đi trong sự sức dầu này, chúng ta sẽ không để cho quyền lực của tối tăm tự do hành động nữa. Chúng ta sẽ cột trói, chúng ta sẽ giới hạn, và chúng ta sẽ mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trong thẩm quyền mà Chúa ban cho. Amen. Cảm ơn Chúa. Có những loại quỷ, có những cái linh mà nó đã cầm buộc dân tộc của chúng ta trong nhiều năm tháng. Tôi tin rằng bởi sự sức dầu này, Chúa Ngài sẽ sử dụng chúng ta để sẽ nới lỏng áo giáp của các vị vua. Nó sẽ không còn có quyền để kiểm soát trên dân tộc của chúng ta nữa ở trong ơn của Chúa. Amen. Xin Chúa Ngài ban phước và chúng ta tin điều này. Bởi vì chúng ta, thế giới của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta biết rằng đã có những sự bứt phá mà Chúa Ngài sai tôi về nước lần này là để chia sẻ và khích lệ anh chị em rằng chúng ta không bị Chúa quên đâu. Hội Thánh Việt Nam của chúng ta vẫn còn nằm ở trong trọng tâm của tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta lắm. Ngài đã có kế hoạch cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, ở tại Houston chúng tôi đã được nghe một cái lời tiên tri, đó là Đức Chúa Trời sẽ sớm đến thăm viếng thành phố Houston. Cảm ơn Chúa. Sau nhiều năm tháng cầu nguyện cho sự phục hưng của Houston, chúng tôi nghe lời này chúng tôi tràn đầy sự vui mừng. Rồi cái lời tiên tri còn cộng thêm một cái nét sung sướng vô cùng khi chúng tôi nghe điều này. Và Chúa Ngài sẽ đến thành phố Houston xuyên qua người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng anh chị em phải vui với chúng tôi nhiều hơn nữa đó. Những Chúa có ý định sẽ đến và thăm viếng trên thành phố của chúng tôi, mà Chúa Ngài lại chọn là Ngài sẽ đi xuyên qua người Việt Nam. Tôi hỏi Chúa,
là Chúa chúng con có cái gì mà Chúa có thể làm việc được. Tôi nghe Chúa nghe trả lời các con không có gì hết á, nhưng mà ta nhìn thấy tấm lòng của các con khao khát mà muốn được ta sử dụng. Chúa chọn chúng ta không phải vì chúng ta có khả năng. Khả năng Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta có, nhưng mà Ngài không thể làm việc ở trong tấm lòng của chúng ta nếu chúng ta không chọn để nhường đời sống của mình cho Chúa Ngài hành động. Cho nên Chúa Ngài chờ cái điều đó. Và khi Ngài tìm thấy được những con người bằng lòng để Chúa sử dụng, Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài xuyên qua đời sống của chúng ta. Hallelujah. Để giữ cho cánh cổng không bị đóng lại, cái sự sức dầu này sẽ làm việc. Và chúng ta thấy rằng các cửa thành, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Tôi tin rằng những cánh cửa cơ hội Chúa Ngài chuẩn bị mở ra cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta, mà Chúa Ngài đã định mở ra rồi thì không ai có thể đóng lại được hết. Amen anh chị em. Chúng ta cần sự sức dầu này phải không? Sẽ có những cánh cửa mở ra cho chúng ta, sẽ có những nối kết mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc cho chúng ta. Những gì đã đóng trước đây 2 thập niên, 3 thập niên, Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở. Và chúng ta sẽ, anh em, chúng ta sẽ tìm lại gặp nhau. Chúng ta sẽ có sự hàn gắn. Chúng ta sẽ bước qua những cánh cửa cơ hội chung với nhau. Để rồi người Việt Nam của chúng ta sẽ đem sự phục hưng đến cho người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta sẽ làm nguồn phước cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta, người Việt Nam, sẽ được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta từ đây đem tin lành của Chúa đi đến các nước lân bang nữa ở trong ơn của Ngài. Bắt đầu từ Jerusalem của chúng ta, rồi đến xứ Judea, xứ Samaria, rồi đến khắp cùng thế giới. Tin lành của Chúa luôn luôn là tin lành lan rộng. Nhưng mà cánh cửa để đi từ Jerusalem sang xứ Judea rồi xứ Samaria thì phải có sự bứt phá của Chúa. Có những lúc chúng ta thấy là hội thánh ngẩn ngơ, không biết để làm gì nữa, vui vẻ bẻ bánh thông công thật thà. Chúa Ngài cho phép một việc gì đó xảy ra, ban đầu thấy như là những điều bất lợi, nhưng mà những cánh cửa của cơ hội mở toang ra. Lúc bây giờ thì các môn đồ đi khắp mọi nơi, đi đến đâu giảng tin lành của Chúa đến đó. Cảm ơn Chúa vì khi Đức Chúa Trời Ngài mở cửa thì không ai có thể đóng lại được. Cảm ơn Chúa, phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho. Thứ năm, sẽ làm thẳng những chỗ quanh co. Cảm ơn Chúa vì lời hứa này, ta sẽ đi trước mặt ngươi băng bằng các đường gập ghềnh. Ngợi khen Chúa vì Chúa Ngài đi trước chúng ta. Ngài sẽ làm thành công việc của Ngài là Ngài băng bằng tất cả những chỗ gập ghềnh cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, Chúa đã băng bằng cái gập ghềnh trong tấm lòng của tôi. Tôi được huấn luyện và dạy dỗ ngũ tuần là cái nhóm mình đừng đến gần. Chúa Ngài đi trước, Ngài đã băng bằng, và hôm nay tôi đứng giảng ở trong đại hội của tổ, ngũ tuần tổ chức. Hallelujah! Và ngược lại tôi tin rằng cũng có một số các đầy tớ của Chúa dè dặt với Quỳnh Quốc Khánh này. Bây giờ chúng ta nhìn nhau và thấy rằng cùng một sự sức giàu, sự ban ơn của Chúa. Chúng ta là anh em của nhau, chúng ta là những người của Chúa, thì chúng ta sẽ làm việc chung với nhau trong ơn của Chúa. Chúa Ngài đã làm thẳng những cái chỗ quanh co của chúng ta, những khó khăn trong đời sống, trong chức vụ chúng ta nói gì, Chúa Ngài sẽ làm việc. Chức năng thứ sáu đó là Ngài sẽ phá vỡ những cái cổng đồng. Ngợi khen Chúa, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then gài bằng sắt. Đây là hình ảnh của những cái cổng mà chúng ta thấy rằng rất là chắc chắn. Có những công việc của truyền thống nó rất là chắc chắn. Nó như là cái cánh cửa bằng đồng đó, rồi những cái then bằng sắt. Thì chúng ta thấy tại đây rằng bởi sự sức dầu của Chúa, Ngài sẽ bẻ gãy then gài bằng sắt để Siru có thể mở mang công việc mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của ông. Ngợi khen Chúa. Và thứ tám đó là giải phóng kho báu ở trong bóng tối. Chúng ta biết rằng Nebuchadnezzar khi ông chiếm đánh Jerusalem, ông đã hủy phá đền thờ Jerusalem, và ông đem tất cả những cái khí mạnh ở trong đền thờ đem về và chất ở trong một cái kho tối ở tại xứ Babylon. Mà Chúa Ngài hứa tại đây 100 năm trước khi Siru sanh ra, Chúa rằng một ngày ta sẽ sử dụng con và ta sẽ mang cho con cái của báo tại dấu kinh. Cái ngày mà ông đã đứng lên và ông tuyên bố cái sự việc hết sức là quan trọng là tất cả phải mở kho và đem trả lại cho Jerusalem, đền thờ Jerusalem, tất cả những khí mạnh mà Nebuchadnezzar đã đem về Babylon. Và việc đó đã xảy ra. Bao nhiêu cái khí cụ bằng vàng đã được đem trở lại. Và Chúa Ngài có quyền làm công việc đó. Tôi tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ giải phóng những kho báu trong bóng tối cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta. Amen anh chị em. Có những phát minh sẽ được phát minh bởi Cơ Đốc Nhân Việt Nam của chúng ta. Amen. Amen.
Người Việt Nam chúng ta thông minh lắm các anh chị em ơi. Đừng mắng mình là ngu nữa. Cho tôi ghé sang đây để nói anh chị em rằng Đức Chúa Trời ban phước và người Việt Nam chúng ta rất là thông minh. Con cháu của chúng ta ở tại Hoa Kỳ tốt nghiệp trung học luôn luôn là trong số của top 10, tức là cái phần 10 mà học giỏi ở trong các trường đó. Tên người Việt Nam của chúng ta đầy ở trong những cái danh sách đó. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Trời Ngài kích hoạt ơn của Ngài, tôi tin rằng sẽ có những phát minh mà các nước sẽ ganh tị với chúng ta. Tôi sang xứ Do Thái và thấy Đức Chúa Trời khi Ngài ban phước trên cái dân tộc này. Họ là một cái dân tộc, cái tổng số dân số của họ rất ít so với lại các nước khác. Nhưng mà số lượng người khoa học gia và những người có những phát minh đem lại ảnh hưởng cho cả nhân loại, cho gia đình nhân loại đó, thì tỷ lệ phần trăm đến từ người Do Thái rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta ngày hôm nay là những người Do Thái thuộc linh nữa. Amen anh chị em. Bởi tổ đức tin Abraham và bởi ơn Đức Chúa Giêsu, Ngài đã làm cho chúng ta chịu đóng đinh trên thập tự giá, trở nên sự rủa sả thay thế cho chúng ta, để chúng ta không còn dưới sự rủa sả nữa, nhưng mà tất cả chúng ta là dân ngoại bây giờ ở trong Đức Christ có thể bước vào để cùng hưởng phước lành với Abraham. Hallelujah. Và Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Ngợi khen Chúa. Mục đích của chính chức năng này để làm gì? Để làm một công việc mà tôi tin rằng Chúa Ngài đang toàn định làm. Trong lúc bây giờ, đền thờ Jerusalem cần phải được khôi phục trở lại. Sau 70 năm phu tù bị đài ra xứ người, người Do Thái phải trở về quê hương của họ, xây dựng lại đền thờ Jerusalem, xây lại tường thành của họ. Và Đức Chúa Trời Ngài đã ban phước ở trong thời đó của vua Siro. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng đã làm việc trong dòng lịch sử của tuyển dân của Chúa. Và tôi tin rằng sự sức giàu này cũng đang tuôn đổ trên hội thánh của người Việt Nam của chúng ta, để chúng ta có thể dấy lên xây dựng những đền thờ cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong một buổi tối cầu nguyện phục hưng ở tại Houston, chúng tôi đã có một cái sự mặc khải của Chúa. Chúa mở ra cho tôi thấy một cái open vision, một cái khải tượng mà mắt của tôi có thể thấy như Chúa đang chiếu phim cho tôi coi. Tôi nhanh chóng ghi chép xuống. Chúa Ngài hứa và Ngài muốn thực hiện công việc của Ngài là sẽ dấy lên nhiều đền thờ cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa nghĩ rằng ta sẽ sử dụng con để dấy lên nhiều đền thờ cho ta. Cảm ơn Chúa. Khi tôi nghe điều đó tôi hiểu rồi những việc mà Chúa Ngài sẽ làm ở trong những ngày sắp đến. Anh chị em sẽ có một sự sức giàu lớn lao. Nhiều người Việt Nam chúng ta sẽ được cứu. Nhưng mà không phải được cứu để rồi làm người của nhà thờ. Nhưng mà chính chúng ta mỗi người sẽ làm đền thờ nơi Chúa ngự. Sự hiện diện của Ngài sẽ rất rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. Không ai có thể chối cãi được. Thật ra sự hiện diện của Chúa, sự sức giàu của Ngài sẽ thu hút người ta đến với chúng ta. Amen anh chị em. Như tôi nói khi nãy, có một cái chùa là một cái đền nào đó, và tại đó có nhiều kỳ tích xảy ra. Tại đó người ta xin cái gì đó và thấy nó có kết quả, rồi họ giới thiệu cho những người khác chạy đến đó xin và thấy có kết quả nữa. Thì cuối cùng chúng ta thấy người ta đồn với nhau rằng cái địa điểm đó là một cái điểm có nhiều cái điều kỳ diệu xảy ra, và người ta đùng đùng kéo đến. Sẽ đến lúc những người chung quanh của anh chị em có nhu cầu, họ không cần phải đi xuống để viếng bà chúa xứ nơi quê hương của tôi ở Thạch Sơn, hay đi đến những cái chỗ mà được nổi tiếng về một cái kỳ tích nào đó, người ta sẽ chạy đến, người ta tìm những người tin lành đầy dậy Đức Thánh Linh. Tôi nghe cái anh đó, cái chị đó nói rằng họ có ung thư, và khi anh chị cầu nguyện cho thì ung thư đã rớt xuống. Cho nên bây giờ tôi có nhu cầu, xin giúp đỡ cho tôi. Tôi nghe có một người nói bị tai biến là ngồi trên xe lăn nhiều năm mà không có nhúc nhích gì được. Và khi quý vị cầu nguyện thì người này đã bỏ xe lăn và bước đi. Cho nên xin giúp đỡ cho tôi vì người thân của tôi có nhu cầu này. Thì chúng tôi có một đứa con từ lúc nó sanh ra cho đến bây giờ nó chưa nghe và chưa nói. Và tôi có nghe nói rằng quý vị đã cầu nguyện và công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ thì lỗ tai của những người đó đã rỗng, lưỡi đã mở ra. Tôi có nhu cầu này, xin giúp đỡ cho tôi. Anh chị em, Đức Chúa Trời muốn xây dựng những đền thờ đầy quyền năng và vinh quang của Chúa trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Là cuộc đời, là thân thể của những người thuộc về Chúa. Và Chúa, Ngài đã dùng sứ đồ Phaolô để nhắc nhở. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ nơi Chúa ngự sao? Cái điều này chúng ta biết rất nhiều, không nghe nói là anh chị em amen rồi đó.
Nhưng mà Chúa ngự trong chúng ta để làm gì? Và hiện tại cái sự ngự đến của Chúa trong cuộc đời của chúng ta có thể bày tỏ một cách hiển lộ hay không? Đó là vấn đề. Và tôi tin rằng hôm nay khi sự bứt phá đến, kể từ ngày hôm nay, công việc quyền năng của Chúa sẽ tự do hành động xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Amen. Người ta sẽ nhìn thấy, người ta sẽ không còn phải đi chạy đến chỗ này chỗ kia nữa, nhưng mà họ tìm thấy người tin lành đầy ơn của Chúa, sự sức giàu của Chúa, đầy dạy Đức Thánh Linh, là họ có thể nhận được sự giúp đỡ. Amen. Hình dung với tôi, khắp đất nước Việt Nam của chúng ta, cứ trung bình mỗi 1.000 người thì có một cái đền thờ như vậy, thì không bao lâu 100 triệu người Việt Nam của chúng ta sẽ được nghe tin lành của Chúa. Mà không phải là tin lành rẻ tiền, nhưng mà tin lành quyền phép của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và đó là ý định của Đức Chúa Trời, để chúng ta sẽ mở rộng ơn của Chúa cho dân tộc của chúng ta. Chủ định của Chúa khi chọn và sức giàu ban phước ở trên Siro, đó là bởi vì Chúa Ngài muốn ông kinh nghiệm được tất cả những sự yểm trợ từ trời, để ông có thể giúp đỡ cho tuyển dân của Chúa trở về để xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng, tôi nghe từ nơi tiếng phán của Chúa rằng ta đang chuẩn bị để làm công việc này. Ta sẽ yểm trợ hội thánh của ta để dân tộc Việt Nam sẽ được biết. Và ước mơ của tôi đã cầu nguyện trong 29 năm qua, đó là lại Chúa trong 53 tỉnh của Việt Nam chúng ta, trong 53 sắc tộc, dân tộc của Việt Nam, sẽ có 53 triệu người Việt Nam được trở lại để tiếp nhận Chúa làm của Chúa đời sống. Đối với sự suy nghĩ của người chúng ta nói rằng ông sư Khánh hơi bất bình thường rồi đó. Và cảm ơn Chúa, ở trong Chúa được đầy dạy Đức Thánh Linh, chúng ta là những người bất thường. Amen anh chị em. Bởi vì chúng ta trở nên những người làm những việc phi thường cho Chúa. Tôi không biết là anh chị em có muốn là mình chỉ là một người cơ đốc nhân tầm thường, bình thường, như thường, hay là anh chị em muốn bước vào thiên mệnh mà Chúa đã định cho chúng ta, để chúng ta thấy sự bứt phá xảy ra. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ gì anh chị em? Nhận lấy quyền phép để làm nhân chứng cho ta. Sự bứt phá sẽ xảy ra. Anh chị em làm sao chúng ta dám tin điều này? Vì nó đã xảy ra trong quá khứ. Nếu có 120 người trên phòng cao ngày hôm đó mà đã làm đảo lộn đế quốc La Mã trong thời bây giờ cho Đức Chúa Jesus Christ, 2.000 người ở tại đây. Khi chúng ta nhận được sứ điệp này và chúng ta nói với Chúa rằng lại Chúa, xin đổ sự sức giàu của Ngài trên con, Việt Nam sẽ được cứu. Chúng ta sẽ làm đảo lộn đất nước này cho trở nên những điều tốt đẹp cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Tệ nạn sẽ thay đổi trở nên phước hạnh. Những người làm gánh nặng cho xã hội sẽ trở lên những người đi và xây dựng lại những nơi đổ nát ngày xưa, những thành bị bỏ. Chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng để khôi phục lại công việc của quyền năng của Chúa. Amen anh chị em. Em chẳng có biết, chắc là đã biết, người sáng lập ra Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp là mục sư A.B. Samson. Ông được Chúa Ngài ban ơn sức giàu và kêu gọi ông vào trong chức vụ để giảng tin lành quyền năng của Chúa. Ông chịu không nổi, ông đi ra và ông đem những người tệ nạn, những người vô gia cư đem về ở trong nhà của ông. Đến cái độ là bà nói rằng bà chịu không nổi nữa, bởi vì mục sư dắt cái thành phần gọi là hôi hám, không có tắm nhiều ngày ở trong nhà. Rồi Chúa Ngài hành động và làm việc ở trên ông. Khi ông thấy trong một cái giấc mơ, ông đứng ở trên một tòa giảng đang giảng đạo của Chúa, thì ông thấy có một người Trung Hoa ngồi ở phía trước, gương mặt rất là giận nhìn ông. Thì trong giấc mơ ông hỏi rằng tại sao ông có vẻ tức giận với tôi như vậy. Thì người Trung Hoa này đã nói với ông trong giấc mơ, đó là tại vì ông biết tin lành của Chúa mà ông không giảng cho dân tộc của tôi. Ông thức dậy từ giấc mơ đó, kêu gọi sự đóng góp, yểm trợ của các hệ phái khác, cho nên mới gọi là Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Và ông đi ra với một cái sứ mạng là giảng tin lành toàn vẹn của Chúa, với phúc âm bốn mặt mà Chúa Ngài đã ban cho ông, mà ông đã kinh nghiệm trong đời sống. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay con cháu của A.B. Samson không còn giảng tin lành bốn mặt nữa, chỉ còn có hai mặt thôi. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng kể từ đại hội này, sẽ khôi phục lại những nơi đổ nát ngày xưa, những cái thành đã bị bỏ. Hai cái điều mà anh chị em biết Hội Thánh Tin Lành đã bỏ là gì không? Vẫn còn giảng tin lành của thập tự giá của Chúa,
vẫn còn giảng đôi khi, không có nhiều lắm, nhưng mà có giảng về cái tin lành của vua hầu đến, Chúa sẽ tái lâm để tiếp rước hội thánh của Chúa. Còn tin lành của cái bình dầu và cái ly rượu thì ở đâu? Đó là công tác của Đức Thánh Linh. Người ta đã yên lặng, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc, và Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để xây dựng lại những chỗ đổ nát đó. Quyền năng của Chúa sẽ đến. Tin lành đã đến Việt Nam chúng ta trong quyền năng. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc sứ mạng vĩ đại của Chúa, để rồi khi Chúa Ngài tiếp rước hội thánh Việt Nam lên thì là hội thánh đầy quyền năng của Chúa. Amen. Nhẹ nhỏ quá anh chị em, amen lớn lên cho nó tung cái mái nhà này lên. Bứt phá, bứt phá. Điều mà chúng ta đáng tiếc, tôi khi nghe mà đọc cái dòng lịch sử này tôi khóc như một đứa trẻ lên chứ. Tại sao Chúa ơi? Tinh lành của Chúa là tứ diện như vậy, đầy quyền năng của Chúa như vậy. Mà khi con nghe tinh lành đến tai con mà con nghe được, lúc bây giờ tinh lành có quyền năng gì hết. Hội thánh ở quê hương của tôi, suốt cái thời niên thiếu lớn lên trong sự hiểu, tới đến lúc mà có sự hiểu biết, không thấy có ai được cứu. Chỉ toàn là tín đồ ở trong sanh con đẻ cái lớn lên trong nhà thờ thôi. Nói về dấu kỳ phép lạ, Chúa chưa bao giờ thấy ai được chữa lành. Trong khi bắt đầu của Hội thánh Việt Nam của chúng ta là đầy quyền năng như vậy, mà sao bây giờ nó bị đứt đoạn vậy? Vì bị cúp điện. Cho tôi ghé sang đây với anh chị em để nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị để khôi phục lại công việc của Ngài. Những gì mà Seru đã được Chúa Ngài gọi để thực hiện, tôi tin Đức Chúa Trời Ngài quy tụ chúng ta về đây để Ngài báo cho chúng ta biết rằng Ngài chuẩn bị để đổ sự sức dầu Seru trên Hội thánh Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Những điều mà các đầy tớ của Chúa, một sư Dương Lành Lâm, một sư Phạm Đình Nhẫn và các đầy tớ của Chúa đã kêu khóc với Đức Chúa Trời trong nhiều năm. Bây giờ thấy Chúa Ngài đã tháo dây lưng của những con người để rồi chúng ta đã được có những sự tự do rời rộng hơn, rộng rãi hơn để chúng ta có thể hầu việc trên Chúa Trời. Đó là một trong những dấu hiệu sự sức dầu của Sư-ru đang đến ở trên chúng ta. Amen. Đó là một trong những cái dấu hiệu mà Chúa Ngài đang làm việc, những cánh cửa cơ hội đang mở ra cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta trong ơn của Chúa. Ở nước ngoài chúng tôi cầu nguyện, xin một ngày các sân vận động ở trong nước của chúng ta sẽ được sử dụng để giảng tin lành của Chúa. Ngày đó đang sắp đến với chúng ta rồi anh chị em ơi. Hãy vui mừng đón nhận từ xa bởi đức tin mà chúng ta nói rằng Chúa Ngài đã làm cho Indonesia, một cái đất nước mà có tỷ lệ phần trăm của dân số theo người Hồi giáo, không ai nghĩ rằng Indonesia có thể phát triển đạo của Chúa nhanh như vậy. Khi tôi được ở trên một chuyến xe bus để đưa vào ở trong sân vận động quốc gia của Jakarta của Indonesia, ngồi trên cái chuyến xe bus đó, thình lình tôi thấy có một cái khải tượng được mở ra. Trước mắt của tôi là những con người họ đi từ những chuyến xe bus họ đi xuống rồi đi vào trong sân vận động đó. Hôm đó chúng tôi có 100.000 người ngồi chật hết tất cả những cái hàng ghế và thêm 45.000 người ở dưới sân cỏ. Một buổi cầu nguyện rúng động trời với Hội thánh của Chúa. Tại đó Chúa cho tôi có một cái khải tượng khi tôi ngồi trên cái ghế đó. Các bạn trong đại biểu của nước Mỹ lắc vai vừa rồi đã đến lúc mình đi xuống, rồi tôi vẫn chìm ở trong cái sự hiện thấy đó. Tôi thấy những dòng người Việt Nam của chúng ta sẽ bỏ các chùa, sẽ bỏ các đình, sẽ bỏ các nơi thờ tự, và những dòng người này sẽ đi vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và Chúa Ngài sẽ làm công việc này. Bởi vì sự sức dầu của Siru đã đến, quyền năng của Chúa Ngài đang đến, phước hạnh của Ngài đang đến cho Hội thánh Việt Nam của chúng ta. Việc này sẽ xảy ra. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Trong những ngày qua chúng ta thấy có một cái nhu cầu về thuộc linh rất là lớn đã được thể hiện trên đất nước của chúng ta. Một con người chưa có làm một cái kỳ tích gì hết, nhưng mà chỉ làm cái công việc đó là bày tỏ ra là mình khao khát khổ tu thì đã thu hút bao nhiêu đám đông. Cho tôi chia sẻ với anh chị em là ngày mới Chúa Ngài sẽ làm. Chính dấu kỳ phép lạ quyền năng của Chúa sẽ thu hút đám đông đến với chúng ta. Amen. Rồi khen Chúa, chúc tụng Chúa. Người ta sẽ nói về công việc của Chúa. Khi ba bạn của Daniel được giải cứu một cách siêu nhiên, một cách quyền năng, thì đã giúp đỡ mang lại sự cứu rỗi và đức tin cho người khác. Đây là một trong những điều Chúa Ngài muốn làm. Chúng ta nhớ ba bạn của Daniel, thì khi mà vua hỏi gì chứ, khi nãy chúng ta ném bao nhiêu người vào trong lò lửa này, họ trả lời có ba. Nhưng mà khi vua nói rằng còn cái người thứ tư là ai, chiếu sáng
như một thần rất cao. Thì chúng ta thấy rằng sự bứt phá đó đã xảy ra. Từ một đất nước Nebuchadnezzar, một người rất là kiêu ngạo, khi việc các bạn của Daniel được đem ra khỏi lò lửa hừng, thì đây là điều mà vua Nebuchadnezzar đã nói ở trong Daniel chương 3 câu 28 cho đến 30. Vua Nebuchadnezzar lại cất tiếng nói rằng: đáng ngợi khen Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego. Ngài đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu các tôi tớ của Ngài nhờ cậy Ngài. Họ đã trái mạng vua, đã liều bỏ thân mình ngoài Đức Chúa Trời của mình. Cho nên ta ban chiếu chỉ này: bất kỳ dân nào, nước nào, thứ tiếng nào, hễ có người nào nói xấu đến Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị phân thây, nhà của nó sẽ phải thành ra một đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế này. Vua bèn thăng chức cho Shadrach, Meshach và Abednego trong tỉnh Babylon. Ngợi khen Chúa. Anh chị em, dấu kỳ phép lạ, quyền năng của Chúa sẽ làm một công việc là sử dụng cái công việc mà chúng ta kinh nghiệm Chúa Ngài làm trên đời sống của chúng ta đó, để đem lại cái sự thay đổi trong cái nhìn, cũng như là chúng ta thấy tại đây, Nebuchadnezzar đã tuyên bố điều đó. Trong tất cả mọi thứ tiếng, mọi dân tộc ở trong đế quốc của ông, người nào nói phạm đến Đức Chúa Trời của ba con người này thì nhà của nó sẽ bị phân thây, nhà của nó sẽ trở ra như một đống phân. Và đây là điều ông nói. Ngợi khen Chúa. Sự giải cứu ba người Hebrew trẻ này khỏi lò lửa hừng đã kích động, mang lại sự thờ phượng và đức tin của Đức Chúa Trời nơi một đất nước của người ngoại đạo. Điều này mang đến niềm vui không chỉ cho ba người này được giải cứu, nhưng để nước Babylon công nhận Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Ngợi khen Chúa. Seru cũng được Chúa nghe hứa như vậy. Để rồi từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, người ta biết rằng trên thế giới này không có một thần nào khác, chỉ có Đức Giê-hô-va mà thôi. Mọi bứt phá khi đến trên đời sống của bạn chính là diễn đàn để bạn truyền giáo. Và tôi tin Đức Chúa Trời Ngài sắp sửa cho Hội Thánh Việt Nam của chúng ta rất là nhiều diễn đàn. Cảm ơn Chúa. Trên đường đến đây thì một mục sư bạn của chúng tôi, mục sư Phong, nhắc lại cái việc, nhờ cái việc giải cứu tệ nạn xã hội. Và chúng ta khi thấy Tổng thống của nước Hoa Kỳ Barack Obama đến đây, thì trong Hội Thánh Việt Nam của chúng ta, cái người được Chúa Ngài sử dụng trong những giây phút đó là mục sư Nam Bất Trung, là người đã thấy được quyền năng của Chúa giải cứu những con người là tệ nạn của xã hội. Và chúng ta thấy rằng Nam Bất Trung đã được chọn để được ngồi và trò chuyện với Tổng thống của một đất nước rất là hùng mạnh. Cảm ơn Chúa. Ơn của Chúa sẽ mở đường cho chúng ta. Sự sức giàu của Chúa sẽ mở những cánh cửa cho chúng ta. Những cửa đồng sẽ bị phá sập xuống, các thanh sắt sẽ bực gỡ ra, và Đức Chúa Trời Ngài đi trước và Ngài dẫn chúng ta đi ra trong ơn của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban ơn để ơn của Ngài sẽ thể hiện ra trong ơn của Chúa trong những ngày đến, để với các phước hạnh có thể giúp đỡ người khác. Chúng ta tin rằng bởi sự sức giàu của Chúa, Chúa Ngài sẽ làm việc ở trên chúng ta như Chúa Ngài đã làm việc qua cuộc đời của Joseph để giúp đỡ cho đất nước xứ sở mà ông đã đến đó. Mặc dù đến thấy dường như là trong một chiếc áo hoạn nạn của một người bị bán làm nô lệ. Chính các anh của ông đã làm cái công việc tàn ác này. Người Joseph có sự sáng suốt từ nơi Đức Chúa Trời. Nói rằng các anh toan làm hại tôi, nhưng mà Đức Chúa Trời toan làm ơn cho tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài đã cứu anh chị em là những Joseph trước gia tộc của anh chị em. Hôm nay sự sức giàu của Chúa đến, anh chị em sẽ là người được Chúa sử dụng đem cả gia tộc mình đến với Chúa. Chúng ta không còn nói chuyện đưa một vài người nữa, chúng ta nói đến cả một gia đình, cả một gia tộc ở trong ơn của Chúa. Vì sự sức giàu của Chúa, sự sức giàu của Sê-rô là để làm việc lớn ở trong ơn của Ngài. Amen anh chị em. Hãy ước mơ lớn, để rồi chúng ta sẽ thấy sự bứt phá này sẽ xảy ra cho việc nhiều người được cứu ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa trong phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho và để tài trợ cho công việc vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta là ống dẫn để Đức Chúa Trời sử dụng để tài trợ trong việc mở rộng vương quốc của Ngài. Chúa Ngài sẽ ban cho Hội Thánh Việt Nam những của báo nơi dấu kín đang chờ chúng ta thôi anh chị em. Tôi đi qua bên nước Do Thái bởi lời mời của nước Do Thái để thăm viếng, và họ chỉ cho chúng tôi những công việc mà Đức Chúa Trời Ngài đã mang phước ở trên họ. Đây là góc nhìn của những người Do Thái, chứ không phải là nhìn của những người Cơ Đốc nhân được tái sanh như thế. Họ khoe với chúng tôi về sự ban phước của Đức Chúa Trời.
Nếu Chúa có thể ban phước cho họ để họ có thể tìm được dầu quả ở trong cát. Việt Nam chúng ta có câu là vắt chài ra nước á, thì còn dễ tin hơn là họ vắt nước, vắt cát mà ra dầu. Đức Chúa đã ban phước thì việc gì cũng có thể xảy ra được. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Trong anh chị em đang có những phát minh đang chờ đợi Đức Chúa Trời, ngày kích hoạt một cái thì phát minh nó sẽ xuất hiện. Anh chị em trong đây có những con người mà Chúa ngày ban chúng ta những cách để chúng ta làm ra tiền một cách rất là dễ dàng. Tôi lấy một ví dụ để chúng ta thấy và hiểu thôi. Trong những năm gần đây, 3 năm gần đây, chúng ta thấy có một cái hiện tượng là có những người YouTuber, là những người làm những cái YouTube. Hồi xưa mình làm YouTube, mình tải lên để hội thánh của Chúa có thể hát chung với nhau vân vân. Nhưng chúng ta biết rằng YouTube, cái công ty này, nó đã thưởng tiền cho những cái video clip mà có nhiều người xem và được lợi ích. Và họ khi có những quảng cáo kèm theo thì 1 triệu view, tức là 1 triệu lần xem mà thích, thì YouTube tự động sẽ gửi 5.000 Mỹ Kim đến cho người đó. Đức Chúa Trời sẽ ban phước vào Hội Thánh Việt Nam, chúng ta sẽ có những người trẻ, chúng ta có những bài viết, chúng ta có những video clip rất là lợi ích và sẽ thu hút rất là nhiều người xem, rồi họ sẽ thích. YouTube sẽ trả tiền cho chúng ta để giảng tin lành của Chúa. Có bao nhiêu người dám tin điều đó? Những YouTuber Việt Nam của chúng ta đã làm ra tiền rất là nhiều ở trong những ngày qua. Họ đã làm cho cái gì đó, có thể có người đã cúng để xây chùa. Và đến lúc Hội Thánh Việt Nam của chúng ta đứng lên nói rằng: Lạy Chúa, xin ban phước, sự sức giàu sẽ ru đến trên chúng con. Chúng con sẽ làm ra tiền và chúng con sẽ tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa cho dân tộc Việt Nam của con. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài rất muốn thực hiện điều này. Ngài sắp làm. Bởi vì ta sẽ đi trước mặt Ngươi. Cảm ơn Chúa. Khi nào mà Chúa đến trước chúng ta rồi, việc nó dễ lắm anh chị em. Amen. Và Chúa Ngài hứa tại đây Ngài sẽ đi trước chúng ta. Và chúng ta sẽ làm những công việc lớn cho Chúa. Khi Chúa chuẩn bị và làm mọi điều lớn lao cho dân sự của Ngài, Ngài sẽ bắt đầu nhắc nhở họ về điều Ngài đã làm cho họ. Cảm ơn Chúa. Chúa mang chúng ta về đây để cho chúng ta biết các hội thánh ân tứ, điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Chúng ta vốn cũng không có quyền năng, không có ơn gì so với các anh em khác. Nhưng rồi trong sự khao khát, Đức Chúa Trời Ngài đã gặp gỡ chúng ta. Ngài cho chúng ta kinh nghiệm, Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài xuống trên chúng ta. Tôi về đây có những giây phút, những khoảnh khắc được Chúa Ngài cho để đứng ở trong những cái giếng mà trước đây đã là một cái dòng nước ngọt. Kẻ thù đã lắp những cái giếng đó. Chúa cho trong sự sức giàu của Chúa, Chúa cho chúng tôi đã đi và đào lại những cái giếng đó. Cảm ơn Chúa. Có những điểm trước đây là điểm nhóm của anh em của chúng ta, rồi vì Covid và những cái hoàn cảnh khác nhau, không còn ai dám đến đó để nhóm nữa. Cảm ơn Chúa, từ lúc chúng tôi được Chúa Ngài cho phép đặt chân đến đó cho đến bây giờ thì kiêng ăn cầu nguyện được phục hồi và không nghỉ trong hơn 2 năm qua. Ngợi khen Chúa. Chúa Ngài mở cửa và Ngài sẽ làm những công việc lớn của Ngài ở trong ơn của Ngài anh chị em. Chúa Ngài nhắc chúng ta, Ngài làm mạnh mẽ cánh tay của các đầy tớ của Ngài như thế nào. Chúa Ngài chinh phục và làm yếu sức của quân thù trước mặt các tôi tớ của Ngài. Ngài mở cửa thành trước mặt đầy tớ của Ngài và không bao giờ có thể đóng lại được. Chúa Ngài mở cửa cho dân sự của Ngài. Chúa Ngài đã làm cho người Do Thái, Ngài đã làm cho hội thánh của Chúa, luôn cả trong thời kỳ của cải chánh. Chúng ta đã thấy điều đó. Đức Chúa Trời không quên hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay. Và tôi đeo đuổi một điều là vinh quang ngày sau của nhà của Chúa sẽ hơn vinh quang ngày trước. Tôi tin điều này. Nếu hội thánh tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên mới khai sinh mà đầy quyền năng như vậy, một hội thánh khi chúng ta để Đức Thánh Linh trang điểm chúng ta trở lại không tì không vết ở trước mặt Đức Chúa Trời, hội thánh mà Đức Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại đi tiếp rước đó, hội thánh đó quyền năng đến cỡ nào anh chị em? Amen. Sự vinh quang ngày sau của Chúa sẽ lớn hơn là như vậy. Bởi vì lúc bây giờ Đức Thánh Linh mới giáng lâm, bây giờ Đức Thánh Linh đã ở đây, công việc của chúng ta chỉ là mời và đón nhận Ngài và nói rằng: Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con, xin tự do hành động ở giữa chúng con, xin sức giàu trên chúng con để chúng con sẽ đem lại việc khôi phục công việc của Chúa. Và 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam sẽ là những người kinh nghiệm bắp tem trong Đức Thánh Linh. 120 người trên phòng cao đã làm đảo lộn thế giới. Bây giờ để dốc La Mã cho Đức Chúa Trời thì 2.000 người về tham dự kỳ hội đồng này, đại hội này.
chúng ta sẽ làm thay đổi đất nước Việt Nam chúng ta trước, rồi Đức Chúa Trời sẽ sử dụng chúng ta để đem tin lành của Chúa đến các nước lân bang của chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em sẵn sàng chưa? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngày tối hôm nay sẽ sức dầu, sự sức dầu của Siro trên chúng ta trong ngày hôm nay. Ngài đang tìm những người nói rằng lại Chúa, con nghe và con mong muốn điều đó. Dùng con để khôi phục lại công việc của nhà Chúa. Dùng con để xây dựng những đền thờ di động cho Ngài khắp ở trên đất nước này. Lạy Chúa, dùng con để bẻ gãy cái tinh thần nghèo khó, yếu đuối, không có tiền, không có sức nữa. Nhưng mà cho con dám tin rằng Đức Chúa Trời khi Ngài sức dầu trên con, Ngài cũng sẽ mở đường cho những cánh cửa đồng sẽ được phá sập, những cái then sắt sẽ bị phá tung. Và Đức Chúa Trời của con, Ngài sẽ hành động và làm việc trên đời sống của con. Bởi vì Chúa Ngài đã làm trong con, Ngài cũng sẽ làm xuyên qua đời sống của con để nhiều người được phước. Nếu anh chị em muốn kinh nghiệm được điều đó, tôi đã xin phép và mục sư Lâm cũng như các mục sư lãnh đạo đã bằng lòng để chúng ta sẽ làm công việc này. Tôi mời những người đó, những người khao khát sẽ tiến lên phía trước tại đây và nói rằng lạy Chúa, xin sự sức dầu trên Siro, xin sự đông đầy của Chúa Thánh Linh lại đến ở trên con, sự tái đổ đầy của Ngài đến trên đời sống của con, để con sẽ trỗi dậy và được Chúa Ngài sử dụng ở trong sự phục hưng cuối cùng này mà Chúa Ngài sẽ làm cho hội thánh của Chúa khắp nơi trên thế giới và trên đất nước này. Tôi cũng muốn cầu nguyện cho những người khao khát, đặc biệt các anh chị em doanh nhân, những người trẻ, nói với Chúa rằng lạy Chúa, con khao khát, xin Chúa Ngài sử dụng và ban phước trên con, để con sẽ tìm được những của báo trong nơi kín nghiệp. Con sẽ làm nên tiền bạc không phải để con xài riêng cho mình, nhưng mà Chúa Ngài sẽ ban ơn để rồi con sẽ tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ rất vui và Ngài sẽ đổ xuống ở trên chúng ta trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta không bằng lòng việc trở về như là một người bình thường nữa, xin Chúa cho chúng ta trong ánh mắt con người có thể chúng ta là những con người bất thường, nhưng mà xin Chúa Ngài cho chúng ta để chúng ta hiểu rằng chúng ta bắt đầu trở những con người phi thường cho Chúa. Và khi Đức Thánh Linh Ngài giáng trên các con, các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả Syria, Samaria, cho khắp cùng trái đất. Tin lành của Chúa sẽ được rao giảng, nước trời sẽ được mở rộng ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Và anh chị em hãy cầu nguyện trong thời giờ này, đừng chờ chúng tôi có thể đến đặt tay trên quý vị, nhưng chính anh chị em kêu xin với Chúa, lạy Chúa, có con đây, xin đổ ơn của Ngài xuống và sử dụng con. Con nghe và con nắm bắt được khải từ Chúa Ngài mà con định làm. Xin sự sức dầu đặc biệt mà Chúa Ngài đã làm cho vua Siro như thế nào, xin cũng đổ xuống ở trên con, vì con muốn được Chúa Ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa. Ồ, đại hội ân tứ mà anh chị em cầu nguyện như thế này là yếu quá. Hãy cho lửa của Chúa lại đổ xuống ở trên chúng ta. Xin Chúa Ngài làm việc, Ngài nghe tiếng kêu của chúng ta trong ngày hôm nay và trong ơn của Chúa. Rồi xin chúng ta mỗi người một tay để chúng ta dời những cái ghế phía sau liền đi quý vị, để có cái khoảng trống quý vị. Dạ, ở phía sau nữa chúng ta xin mỗi người một tay ở phía sau, chúng ta chịu khó về những cái ghế phía sau. Rồi xin mời quý mục sư chúng ta lên đây ạ. Rồi xin chúng ta
chịu khó bước ra phía sau một bước quý vị. Tất cả cùng nhau bước ra phía sau một bước quý vị. Để trừ khoảng trống phía trước. Để các thầy tớ Chúa sẽ cầu nguyện cho quý vị. Rồi xin quý vị cùng nhau đưa tay cao lên, mở lòng ra hướng lòng về Chúa, lớn tiếng kêu gào Chúa đi quý vị. Nơi đây là nơi của chúng ta, Thánh Linh Chúa đang ở nơi này. Mở lòng mình ra để chuẩn bị đón nhận. Tự giúp giùm cho chúng ta chịu khó về những hàng ghế tiếp tục ra phía sau nữa. Tiếp tục lớn tiếng cầu nguyện đi quý vị. Mở lòng ra quý vị. Xin các thành viên ở trong đội phục vụ, chúng ta chuẩn bị vào trong cái vị trí của mình cùng với các mục sư để chúng ta đỡ những người ngã sau giờ này. Trong đời phục vụ chúng ta tiến lên nha. Các thầy tớ của Chúa chuẩn bị bước xuống đây cầu nguyện đó quý vị. Và quý vị mở lòng ra, hãy đón nhận, hãy mở cái bình của mình ra để chuẩn bị đón nhận ngay trong thời giờ này. Các thành viên trong đời phục vụ chúng ta nhanh lên. Thank you.
ai là những người cần cầu nguyện nữa, chúng ta tiến lên trên tay quý vị. Ai là những người đã được đặt tay cầu nguyện rồi, xin quý vị vui lòng di chuyển về chỗ của mình và tiếp tục giữ mối thông công với Chúa, kết nối với Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.